Hey hey hey, chào mọi người, lại là Melosi đây. Và các bạn đang đến với dự án podcast Cốc 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 Vừng ơi mở ra, nơi mà những cảm xúc sẽ được giải bày bằng ngôn ngữ âm nhạc. Qua hai tập phát sóng vừa rồi, Melosi rất vui vì đã nhận được sự ủng hộ vô cùng đông đảo đến từ phía các bạn khán thính giả. Có bạn còn gửi cả những cái bức thư và những tâm sự đến cho dự án nữa. Cho nên Melosi phải nói là vô cùng bất ngờ và trân trọng tất cả những cái điều này. Và một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và ủng hộ dự án trong suốt thời gian qua. À, nhưng mà nói nãy giờ nhiều quá mà quên mất giới thiệu. Mình là Phủ và mình sẽ là người dẫn chuyện cho podcast ngày hôm nay. Và nếu như ở hai số trước, chúng ta cũng đã lắng nghe được những câu chuyện về sự khởi đầu rất là đa dạng, rất là nhiều màu sắc, thì tiếp tục với chủ đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ được đắm mình vào một xíu hương vị ngọt ngào của tình yêu đến từ một lá thư từ một bạn nam giấu tên. Vậy thì nó sẽ liên quan gì đến chủ đề của hai tập trước? Liệu nó có đảm bảo chủ đề về sự khởi đầu hay không? Xin thưa với mọi người là chắc chắn nha, Melosi hôm nay sẽ được kể, xin phép được kể cho các bạn nghe một câu chuyện của một bạn nam giấu tên về hành trình mới mà bạn đã tự bước đi, mà trước đây hành trình đó đã từng mang tên chúng ta. Nghe rất là hồi hộp đúng không? Mình thật ra cũng vậy á. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc bức thư của bạn này nha. Đợi một chút xíu nào. À, nói thêm một cái này nữa quên mất. Đây là lá thư mà do một bạn nam giấu tên đã gửi về cho chương trình. Và hứa với mọi người, đây không phải là một bức thư mà do chương trình biên soạn nha. Nhiều bạn nói là chắc là chương trình tự edit rồi tự lên hết kịch bản. Nhưng mà thật ra là không nha mọi người. Hứa với mọi người, đây là một bức thư đến từ một bạn nam giấu tên có thật. Mùa dịch nhưng mà bạn cũng đánh máy gửi thư tay, gửi thư về cho chương trình rất là chu đáo luôn, dễ thương quá. Ok, mình sẽ cùng nhau bắt đầu nha. Kết thúc của một cuộc tình không hẳn là điều tồi tệ nhất. Đó có thể là sự dừng lại của chặng đường chung đôi, nhưng đó cũng là sự khởi đầu của một hành trình tuy cũ nhưng mới. Hành trình đi tìm lại bản thân mình. Mình là ai khi không còn là chúng ta? Mình là ai trước khi trở thành chúng ta? Và mình là ai khi là chính mình? Em xin chào các anh chị và các bạn. Em đã theo dõi podcast của Melosi được 2 số rồi và em rất thích chương trình của mình. Em thấy những tâm sự và những chia sẻ được truyền tải qua dự án vô cùng độc đáo và chân thành. Em không biết là mọi người sẽ có nhận được bức thư của em hay không, nhưng mà em vẫn rất muốn trải bày tâm sự của mình. Em có một câu chuyện muốn được chia sẻ và em mong nó sẽ đến được với mọi người, và nó phải thật sự đến với một người đặc biệt mà em rất cần người đó sẽ lắng nghe. Em hiện đang là sinh viên năm 2 trường Đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh, ngành ngôn ngữ Anh, và em là một chàng trai hơi ốm yếu, gầy gò. Không may là tâm hồn của em cũng như vóc người của em vậy, mong manh dễ vỡ. Từ nhỏ tới lớn em rất ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh, khá kín đáo và hơi dè dặt, nên vì vậy em rất ít bạn. Nhưng bù lại, nếu ai là bạn em thì em sẽ trân quý người đó dữ lắm. Lên đại học em cũng tập mở lòng mình ra hơn. Em có một nhóm 4 đứa bạn nam hay đi chơi cùng. Tụi nó rất là tốt với em, ăn chung, ngủ chung, học chung và rớt môn chung nữa. Lúc nào cũng như hình với bóng. Và nhất là với một người hướng nội như em thì có được những người bạn như vậy đã là một món quà cực kỳ tuyệt vời của tạo hóa rồi. Nhưng phải chi, chỉ là bạn thì hay biết mấy. Phải chi trong số chúng nó thì đừng có nó. Phải chi nó chỉ là mày. Phải chi mày chưa bao giờ là anh. Và để bây giờ anh lại trở về mày, và mày trở thành người dưng không tên. Hơi khó hiểu ha. Để Phủ đọc lại một lần nữa cho mọi người cùng nhau chúng ta follow nha. Nhưng phải chi chỉ là bạn thì hay biết mấy. Phải chi trong số chúng nó thì đừng có nó. Phải chi nó thì chỉ là mày. Phải chi mày chưa bao giờ là anh. Để bây giờ anh lại trở về mày, và mày trở thành người dưng không tên. Hơi hiểu hiểu rồi nha. Hình như á, đây là một cái câu chuyện từ bạn bè này, thành người yêu, rồi từ người yêu lại trở thành người dưng thì phải. Thôi nhưng mà để mình đọc tiếp nha, chứ thật sự đến đây thì cũng chưa biết. Rồi. Nó là đứa thân nhất với em trong nhóm. Bề ngoài thì cao to khỏe mạnh, da ngăm mắt hí, có má lúm đồng tiền, khi cười lại tít hết cả mắt. Em nhớ một ngày tháng 4 năm nhất,
Em tập đi xe buýt đến trường. Lúc em đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì nó lại xích qua một bên. Không nói gì nhưng em vẫn hiểu là nó chừa chỗ ngồi cho mình. Trên suốt đoạn đường đi, tụi em không nói gì cả vì nó đeo tai nghe và bật nhạc rất lớn. Em vẫn nhớ đó là bài Vùng Ký Ức của Chili Band. Rồi một lúc sau nó thiếp đi, tựa đầu vào khung cửa kính với nắng sớm rọi lên sống mũi. Còn em thì rung động một chút ở trong tim. Tới trường thì em mới biết là nó học chung khóa với mình. Do hôm đó là ngày đầu tiên em học chung lớp với nó, hoặc là do em quá ngờ nghệch, không để ý đến sự xuất hiện của nó từ trước đến giờ. Nhưng mà em biết là từ bây giờ chắc là em phải để ý tới nó rồi. Thời gian trôi qua, tụi em làm bạn với nhau. Em đi chơi với hội bạn của tụi nó, của nó, nhưng mà từ của nó thì cũng đã trở thành của em rồi. Và thời gian trôi qua, em cũng dần quên đi rằng mình đã từng cảm nắm nó. Cho đến một ngày, chỉ hai chai bia đã thay đổi hết tất cả. Hôm đó, cả đám tụi em hẹn nhau qua nhà nó chơi, nhưng mà mấy đứa khác lại hủy kèo vào phút chót. Nhưng bia cũng đã mua hết rồi, em và nó vẫn quyết định tiếp tục uống. Tụi em vừa uống vừa tâm sự đủ mọi chuyện ở trên đời. Đến một lúc nó hỏi em là: "Mày đã yêu ai chưa?" Em trả lời: "Chưa, tao không biết. Mày hỏi vậy làm gì?" Nó chỉ im lặng một hồi lâu rồi lại hỏi tiếp: "Nếu giờ tao và mày trở thành chúng ta thì sao?" Em vẫn nhớ như in câu hỏi đó: "Nếu giờ tao và mày trở thành chúng ta thì sao?" "Men rượu nói à?" em hỏi. Nó đáp chắc nịch: "Không, men rượu giúp tao nói ra điều không dám nói. Mai tỉnh dậy tao vẫn không rút lại." Em vẫn không giả vờ bối rối hay là ngạc nhiên, và em cũng không giả vờ là mình không biết gì. Bởi vì khi nghe nó nói câu đó, mọi cảm xúc trong em lại ùa về, như ký ức, như hoài niệm sống lại. Mọi suy nghĩ sống động với nhiều màu sắc về nó giờ đã được phủ một lớp màu đỏ hồng bừng cháy như gương mặt của nó khi uống say. Sau đó tụi em không nói gì nữa, chỉ biết là hôm sau khi nhìn vào mắt nhau, cả hai đứa đều ngầm hiểu là vậy thì là chúng ta đi. Ôi, phải nói là đọc tới đây mà da gà nó nổi hết luôn á các bạn. Chuyện gì mà hết sức là đáng yêu và dễ thương y như trong phim vậy á. Cái này không nói là do bạn viết, là khán thính giả bảo là chương trình lên kịch bản, nhưng mà không phải như vậy nha mọi người. Thật ra Vũ cũng có đọc cái bức thư này sơ sơ thôi, chưa có đọc tới cái khúc này luôn, mà bây giờ đọc kỹ lại thì mới biết là ngào quá, chết tôi mất. Thôi tiếp tục nha, để coi chuyện tình này đi tới đâu nào. Khoảng thời gian sau đó thì rất vui và hạnh phúc. Những buổi hẹn hò bí mật đi xem phim, đi ngắm bình minh, đi phượt, đi về quê của nhau. Những tấm hình chụp chung trên đỉnh đồi hồ sâu biển rộng. Những niềm vui nhỏ bé từ bánh tráng nướng, bắp rang, trà sữa lúc khuya. Những lần đầu tiên, những cái ôm an ủi động viên, những cái nắm tay ở chỗ đông người hiếu kỳ lạ lẫm. Một đôi trẻ đi khám phá chính mình và hành trình chúng ta rất thành công. Tưởng chừng một câu chuyện cổ tích với kết thúc có hậu sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng chuyện cổ tích thì cũng chỉ là chuyện cổ tích thôi. Nó luôn có kết thúc, chỉ là câu chuyện sau đó chưa ai kể tiếp. Chuyện chúng ta cũng không ngoại lệ. Một tối nọ, cũng là hai chai bia, nhưng lúc này men say lại mang đến những điều không ai muốn nghe. Mình trở về làm bạn được không? Tại sao vậy? Mình khác rồi. Mình từng hợp cho đến khi không hợp nữa. Một lần nữa, em cũng không giả vờ bối rối hay ngạc nhiên, và cũng chẳng giả vờ như là mình không biết gì, vì em cũng đã cảm nhận được một lúc khá lâu rồi. Cả hai không ai tệ đi cả, chỉ là trên hành trình phát triển của mỗi người, chúng ta đang dần tách nhau ra xa, không còn điểm chung nào nữa. Và không cần chờ đến sáng, khi nhìn vào mắt nhau, cả hai đứa đều ngầm hiểu. Vậy thì không còn là chúng ta nữa. Sau đó cả hai đều mất rất lâu để vượt qua những sự thay đổi.
Mặc dù nói làm bạn rất là dễ, nhưng mà mọi người biết đó, chuyện tình cảm làm khó lắm. Nhưng điều tồi tệ hơn sau mỗi cuộc tình không phải là đánh mất nhau, mà là đánh mất chính mình. Chúng ta ở bên nhau quá lâu để rồi quên mất mình là người như thế nào trước kia, trước khi là chúng ta. Em đã quên mất cách ăn một mình khi chiều muộn tại nhà trọ nhỏ, vì luôn luôn sẽ có người nấu những món mà em cực thích. Em quên đi con đường đến trường và việc lái xe trở nên lạ lẫm, vì em đã quen với chuyện có người chở phía sau mỗi khi đi học. Em quên cả cách chăm sóc chính mình khi bị bệnh, vì sẽ luôn có một sẵn một cốc nước ấm và những viên thuốc đã được mua sẵn trên kệ bếp. Em quên luôn cả cách tự ôm chầm lấy bản thân mình để khóc, để an ủi, động viên và vực dậy, nhất là khi anh chính là lý do của những giọt nước mắt. Nhưng không sao, người ta vẫn bảo thời gian sẽ chữa lành tất cả mọi thứ. Em và anh chắc cũng đã lành rồi. Và có nhiều cách để nhìn vào vấn đề, tại sao không chọn cách tích cực hơn để chính mình tốt hơn? Thay vì là một cuộc tình kết thúc thất bại, tại sao không nghĩ đó là một cuộc tình thành công trên cả một quá trình? Thay vì đó là sự dừng lại của hành trình chung đôi, sao không phải là sự khởi đầu của mỗi một chặng đường riêng đầy hứa hẹn? Thay vì cứ ngắm nhìn một cái lỗ hổng ở trên tim, tại sao không nghĩ rằng lỗ hổng đó đánh dấu hành trình tìm lại chính mình? Bức thư kết thúc tại đây với một dấu chấm hỏi. Wow. Thực ra phải nói là Vũ sau khi đọc bức thư của bạn nam này thì mình không biết nói gì luôn á. Rất là nhiều cảm xúc, vui buồn lẫn lộn, rồi tiếc nuối một chút xíu cũng có. Đọc lá thư này nha, thật sự Vũ cảm thấy relay với bạn rất là nhiều. Ý là mình nhìn thấy chính mình ở trong cái câu chuyện của bạn, và mình nghĩ rằng cái câu chuyện của bạn nam này là một câu chuyện mà rất nhiều người trong số chúng ta có thể đồng cảm được. Ngày xưa Phụ cũng đã trải qua rất là nhiều những mối quan hệ, và phải nói là mình đồng tình với bạn nam này á, là việc mà chúng ta, việc khó khăn nhất sau một mối tình không phải là đánh mất nhau, mà là đi tìm lại chính mình. Phụ cũng quên mất tất cả những cái điều như mà bạn nam vừa nói á. Quan trọng nhất là cái cách chăm sóc chính mình là ai trước khi mình có người ta. Nhưng mà rồi thực ra thì mọi thứ nó cũng sẽ ổn thôi. Và thực ra Phủ khi đọc bức thư này á, Phủ ngưỡng mộ bạn nam này rất là nhiều. Bạn, như bạn nói là có rất là nhiều cách để nhìn vào vấn đề, tại sao không nhìn vào một cách tích cực hơn? Phủ cảm thấy là bạn rất là trưởng thành trong nhận thức luôn. Không nói về việc hai bạn đã chia tay và lý do như thế nào nha. Việc mình nhìn nhận lại một cuộc tình, chấp nhận sự kết thúc, và chúng ta vực dậy sau đó, và chúng ta tìm cách để vượt qua nó một cách lành mạnh, tích cực, và ôm lấy, thương lấy bản thân mình, thì đã là tuyệt vời lắm rồi. Cho nên là Vũ có vài điều muốn nhắn nhủ đến bạn nam ở trong bức thư này, là bạn ơi, Vũ rất là cảm ơn bạn vì đã mạnh dạn và dũng cảm chia sẻ câu chuyện của mình đến với tất cả mọi người. Phủ tin là cũng sẽ có rất nhiều người như Phủ, rất là đồng điệu với câu chuyện của bạn. Và thứ hai đó chính là Phủ mong bạn sẽ thành công trên hành trình đi tìm lại chính mình như bạn mong muốn. Và hồi nãy có một lúc á, bạn có nhắc đến bài hát, bài hình như là bài Vùng Ký Ức phải không? Bài Vùng Ký Ức của Julie Band. Đây là một ca khúc mà đánh dấu kỷ niệm cho một cuộc tình của bạn. Thì Phủ nghĩ như thế này này. Trước khi chúng ta sẵn sàng cho một hành trình mới, thì chúng ta sẽ phải khép lại tất cả những điều trong quá khứ. Vậy thì không chi bằng chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe một lần cuối ca khúc Vùng Ký Ức của Julie Band, đến từ phần trình diễn của Melosi. Mong đây là món quà mà Melosi sẽ gửi đến cho bạn, để bạn có thể lắng nghe lần cuối, nhớ về những kỷ niệm của cuộc tình của mình, và có thể gói ghém cái cuộc tình đó lại, cất nhỏ một góc trong tim và sẵn sàng cho một hành trình mới. Vậy thì các bạn ơi, và bạn nam ơi, đây là món quà mà Melosi dành cho bạn. Hãy cùng lắng nghe ca khúc Vùng Ký Ức của Julie Band, được thực hiện bởi Melosi. Cảm ơn mọi người, hãy cùng lắng nghe và thưởng thức nhé.
đời đã hóa khứ dài, tranh vinh một mình giữa tay ai. Vùng ký ức xưa ta còn nhau, còn đâu anh hỡi, nhiều lần đã cố gắng quên đi dù cho tình mình đã vỡ đôi. Anh tiếc nuối thêm làm chi, còn lại những giọt buồn trên mi, mà những thanh âm kia cùng anh đi gửi lại vùng ký ức ta trao về ai. Một ngày đầy nắng cười người mỗi lúc mây tan vào đêm, một ngày người khẽ thơm, ngày mai nắng như nhạt hơn và cả thức dậy như đã lớn. Thôi giấc mơ trôi đi, anh có quên đôi khi một mai. Ánh mặt trời trên nóc tòa nhà quay sang nhìn như hai người lạ, đưa tay trao nhau cuối sân ga. Ký ức xưa ta còn nhau, còn đâu anh hỡi, nhiều lần đã cố gắng quên đi dù cho tình mình đã phá đôi. Anh tiếc nuối thêm làm chi, còn lại những giọt buồn trên mi, mà những thanh âm kia cùng anh đi gửi lời vùng ký ức ta trao về ai. Một ngày đầy nắng nụ cười người mỗi lúc mây tan vào đêm, một ngày người khẽ thơm, ngày mai nắng như nhạt hơn và ta thức dậy như đã lớn. Thôi giấc mơ trôi đi, anh có quên đôi khi. Gửi lại vùng ký ức ta trao về ai. Một ngày đầy nắng cười người mỗi lúc mây tan vào đêm, một ngày người khác.